xa cuộc đời bênh bâng, anh lại về bên em. Ngày gió mưa không còn nên đường dài thật dài, ta mặc tình sống chơi. Các bạn thân mến, đối với những người yêu các dòng Latanoid, những dòng JB, những dòng Calip, những dòng BV kép, những dòng E-Lac vân vân, các bạn luôn luôn loay hoay đi tìm những châm ly làm sao phối ghép để tạo ra chất âm của cá nhân mình. Và quá trình đó chúng ta say mê và không bao giờ có điểm dừng. Tôi vẫn nói các bạn rồi, không bao giờ có điểm dừng. Nhưng mà các bạn thấy là những người chơi JBL, ví dụ như những dòng JBL 4311, 4312, 4312A, 4312MK2, rồi những dòng JBL 120Ti, những dòng JBL 4344, những dòng JBL 100 Century v.v. thì rất nhiều người lại tìm đến dòng âm ly Luman cổ, ví dụ như những dòng 55A, 58A, 68A. Đặc biệt là người ta hay tìm đến những dòng âm ly Luman 309X và 309V. Tôi nhắc lại các bạn nhé, rất nhiều anh em đã tìm đến những dòng âm ly Luman 309X hoặc 309V, bởi vì người ta vẫn nói rằng 309X hoặc 309V chính là thuốc độc để trị những dòng loa JBL nghe nhạc trong gia đình. Thế các bạn đang nhìn thấy trước mắt tôi ghép một cấu hình mà rất nhiều người mong muốn được sở hữu. Các bạn thân mến, vậy cụ thể như thế nào, giá thành ra sao? Xin mời các bạn cùng dõi theo. Tất cả những yêu cầu về mua sắm hoặc tư vấn phối ghép, các bạn nhớ gọi điện hoặc nhắn tin theo một trong hai số trên tấm biển. Những bạn có Facebook hãy dùng tính năng theo dõi để liên tục cập nhật được những hoạt động của tôi trên Facebook có tên Hoàng Liên Cư Sĩ. Bạn nào có nhu cầu sửa chữa những thiết bị audio của gia đình hãy gọi điện cho kỹ thuật viên Quang Vị theo số điện thoại đang hiển thị phía dưới. Hiện nay các bạn có thể trực tiếp đến cơ sở của tôi ở Hà Nội để lựa chọn những sản phẩm nghe nhạc chuyên nghiệp hay những sản phẩm karaoke chuyên sâu. Các bạn thân mến, trước mắt các bạn là cặp loa JBL. Cụ thể hơn thì các bạn có thể nhìn rõ vào. Đấy, đó chính là cặp JBL 4307. Đây là một trong những dòng loa được rất nhiều anh em yêu thích để nghe nhạc trong gia đình. JBL 4307 này còn nguyên cả thùng, cặp loa này còn nguyên cả thùng xốp. Và các bạn nhìn thấy nó sử dụng cấu trúc 3 đường tiếng. Ở phía dưới cùng thì các bạn nhìn thấy đây là một bát 25. Các bạn nhớ đây là một bát 25, thiết kế rất là gọn. Một bát 25 có gân là gân chun. Và điều đặc biệt là loa bát này sử dụng côn 2 lớp và tăng cường sức mạnh của từ tính, cho nên tiếng bát của nó đánh rất uy lực. Các bạn nhớ nhé, của nó là sử dụng côn 2 lớp cho nên tiếng bát rất có chiều sâu và uy lực. Ở đây thì các bạn nhìn thấy một loa mid, tức là một loa trung đấy, được sử dụng đó là vật liệu giấy cao cấp kết hợp với gân xếp vải, và đặc biệt là nó được sơn bóng để tạo ra độ cứng giúp cho tiếng mid trở nên chính xác hơn và dội xa hơn. Và đắt tiền nhất ở đây chính là con chép xuyến tuyến tính. Đây là một con chép xuyến tuyến tính giúp cho sóng âm có thể tỏa đều ra các hướng. Các bạn sẽ thấy sóng âm ở giải cao phủ đều khắp trong căn phòng của các bạn. Hai vi tinh chỉnh giúp cho các bạn có thể điều chỉnh được độ sắc nét của tiếng mid và tiếng chép. Cặp loa này có thân thùng, đấy, màu vàng như các bạn thấy, vàng nhạt. Cặp loa nguyên cả thùng xốp. Và cặp loa JBL 4307 này có giá 34 triệu đồng. Nhắc lại các bạn là giá 34 triệu đồng. Dòng này thì tiếng rất là ấm. Các bạn nhớ là dòng này có tiếng cực kỳ ấm áp. Lát nữa tôi sẽ test âm chính thức để các bạn nghe. Ở đây tôi sử dụng một đầu phát, đó là đầu CD đề nông, vừa chạy CD vừa chạy giải mã, tức là dòng đầu 2:1, đó là CD S10. Đây chính là CD đề nông S10. Những dòng S10 này là những dòng vừa chạy CD vừa giải mã. Chiếc đầu này có giá 15 triệu đồng, sử dụng nguồn điện 100V. Ở đây thì các bạn nhìn thấy thôi, châm ly thì đẹp xuất sắc rồi, hiếm khi kiếm được những cặp đẹp châm ly đẹp này lắm. Đó là Luman 309X như các bạn nhìn thấy đây. Luman 309X. Đấy. Châm ly này tuyệt đẹp, công suất lớn nhất trong dòng 309. Nó có 309 trơn, 309V và 309X. Thì ai cũng mong muốn được sở hữu 309X hoặc 309V. Thì các bạn nhớ là dòng này công suất lớn, các bạn có thể đánh được rất nhiều các dòng JBL, kể cả những cặp Tannoy D500 này. Đấy. Tannoy D500, JBL 100 Century hay những dòng JBL 100T, những cặp E-Lac của Đức giá 13 triệu, những dòng JBL 4312MK2, những cặp Buxel Calip, những cặp Buxel BV kép, lát nữa tôi sẽ test luôn các bạn nghe, kể cả những dòng loa Tannoy nói chung đấy. Đấy, thì các bạn có thể sử dụng âm ly Luman 309X này. Thế thì tại sao người ta lại hay sử dụng các dòng âm ly của Luman cổ, ví dụ như dòng 309X, 309V để đánh vào những cái dòng loa JB như tôi vừa nêu ở trên? Thì các bạn thân mến, nếu như các bạn đánh vào mỗi một dòng âm ly nó sẽ có cái chất âm đặc trưng riêng. Nhưng nếu như các bạn đánh bằng acouphase thì tiếng nó khá là mềm, ngọt. Và nếu các bạn đánh bằng mazan thì các bạn thấy tiếng nó khá dẻo. Đấy. Thế nhưng mà các bạn đánh vào Luman thì âm thanh của nó rất là trong,
có một cái đặc trưng mà ai chơi audio cũng biết. Nếu như ta dùng các dòng loa JBL nói chung đánh bằng âm ly Luman 309X hay 309V hay các dòng 58A, 55A thì các bạn sẽ thấy âm thanh của nó chủ đạo là sự trong sáng, trong trẻo, tinh tế, và tiếng bass của nó không quá nặng, tiếng bass đủ để làm cho các bạn hài lòng, và nó sẽ tôn lên cái tiếng mid. Cách hòa âm phối khí trong một bản nhạc hay như thế nào nó sẽ nổi hết lên. Cái cách hát, kỹ thuật hát như thế nào của ca sĩ cũng sẽ được phô diễn hết trên cặp loa. Tức là các bạn sẽ nghe thấy những thứ âm thanh rất là thuần túy. Và các bạn thấy đó là một trong những lý do mà rất nhiều người đã sử dụng những dòng âm ly Luman cổ để đánh vào những dòng loa mà tôi vừa nêu trên. Các bạn thân mến, bây giờ sẽ mời các bạn cùng tôi thẩm âm và tôi sẽ test âm chính thức để các bạn cùng thưởng âm. Xin mời các bạn cùng nghe tiếng hát Hà Thanh Xuân với ca khúc Qua Cơn Mê. Cách hòa âm phối khí cũng rất là đặc biệt, có lẽ các bạn sẽ ấn tượng ngay từ những âm thanh đầu tiên. Một mái qua cơn mê, xa cuộc đời bên bâng, anh lại về bên em. Ngày gió mưa không còn, nên đường dài thật dài, ta mặc tình sông trời. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, xuôi một thuở lênh đênh. Ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường. Các bạn đang nhìn thấy trước mắt là cặp loa JBL 4307. Đây là dòng loa 3 đường tiếng còn nguyên thùng xốp. Cặp loa này có giá 34 triệu đồng. Dòng loa 3 đường tiếng sử dụng một bát 25 với côn 2 lớp tăng cường tiếng bát và một chép đắt tiền, đó là chép xuyên tuyến tính. Đây là một trong những dòng công nghệ cao cấp được JB áp dụng trên những phân khúc nghe nhạc gia đình, tạo ra cái hiệu quả âm thanh độ giá rất cao, tiếng rất là êm, mượt, mịn. Và loa mid của nó là loa bột giấy tinh khiết cao cấp kết hợp với gân xếp vải tập dọc. Tôi đang sử dụng âm ly Luman 309X có giá 32 triệu đồng và đầu CD đến đồng S10 vừa chạy CD vừa giải mã, chứ đầu này có giá 15 triệu đồng. Các bạn có thể mua rời từng thiết bị. Còn tôi như cánh chim mãi bay đi muôn phương, đêm về mặt xanh tươi. Khi lá hoa thật nhiều trái. Các bạn thân mến, có một vài sản phẩm vừa về anh em của tôi đang xếp ra đây luôn. Các bạn nhìn thấy đó là những dòng CD 2 trong 1, đó là những dòng CD để đông S10 25 mã. Cũng vừa chạy CD vừa rẻ mã, S10 25 mã, S10 35 mã. Hai chiếc này đều là S10 25 mã này. Đây là âm ly Acufei. Acufei E303 các bạn biết rồi. Và đây là hai chiếc đầu CD S10 25 mã. Phần kia là S10. Chọn cuộc tình đây mơ toàn chuyện trên mây.